Đầu Quân Lâm xin chào các bác Ngày hôm nay bên em có về với các bác một mẫu đồng hồ nữa của thương hiệu Seiko Đây là một chiếc Seiko thuộc dòng Preset Automatic Chiếc này của em là một chiếc Với phiên bản giới hạn Limited Edition 1964 chiếc trên toàn thế giới Và đi kèm ở đây chúng ta sẽ có Bạn này là SRX073 các bác nhé trên này chiếc thứ 507 trên 1964, bán ra vào 30 tháng 6 năm 2021. Đây là cái khai sinh của chiếc này, bảo hành nội địa. Và chiếc này sẽ được bảo hành đồ qua Lâm bảo hành 2 năm các bạn nhé. Seiko và đây là hướng dẫn sử dụng cho caliber 6R35. Chúng ta sẽ còn 3 mắt thừa nữa ở trong hộp bán ra vào tháng 6 năm 2021 các bạn được khoảng hơn một năm rồi năm rưỡi rồi các bác có thể check cái mã tham khảo của chiếc này là Seco Preset SRX073 và chiếc này thì nó đang được bán tại thị trường Nhật nội địa rơi vào đâu đấy khoảng tầm trên 20 triệu cho chiếc này 20 triệu 8 Đó thì ở đây em có một chiếc hàng đã qua sử dụng lướt rồi tình trạng thì các bác có thể thấy bạn này đã có xước sát nhẹ ở trên dây đó đây là các cái vết xước răm và vết gập dây nhìn như này thì chúng ta sẽ không thấy rõ lắm nhưng mà khi các bác nghiêng dưới các cái góc sáng thì nó sẽ hiển thị cho các bác chi tiết hơn một chút về tình trạng của bạn này bên này thì chưa thấy có sức mấy khóa đã có xước nhẹ các bác nhé. đó. kính thì là kính sapphire không có xước rồi. viền venzen cũng vậy. nói chung là bạn này em đánh giá đâu đấy còn khoảng tầm 90% về ngoại hình. đây là sơ qua về tình trạng. xa mặt đường kính ở đây chúng ta sẽ có size là 41mm, 41mm và độ dày ở đây chúng ta có là dày 11,4 kèm với lắc tu lắc của chiếc này là 48,4 với size 41 này nó sẽ phù hợp với các bác mà có cổ tay vừa và to cổ tay 16 trở lên các bác đeo dòng này sẽ rất đẹp ở mặt đeo chúng ta sẽ có màu đen tuyền và màu đen của chiếc này thì nó rất là mịn màng 12 bộ cọc số được đính nổi ở trên mặt đeo dạng cọc index và bắt sáng rất tốt bộ kim của chúng ta là bộ kim hình lưỡi kiếm trên thân kim giờ, kim phút và ở cuối 12 bộ cọc số nó sẽ có một chút dạ quang để cho các bác có thể dễ dàng quan sát giờ vào ban đêm. Đó, sẽ có dạ quang trên thân kim giờ, kim phút và cuối 12 bộ cọc số các bác nhé. Các bác có thể thấy được trên này nó bắt sáng rất tốt này, nhìn rất là đẹp các cái bộ cọc của nó. 12 giờ chúng ta sẽ có logo của Seiko đính nổi, 3 giờ chúng ta sẽ có lịch ngày với nền đen chữ trắng, dòng chữ preset, dòng chữ automatic và Japan kèm tên bộ máy là 6R35. Đi kèm với chiếc đồng hồ này thì các bác sẽ có được một chiếc vành Antorin, chia cọc vành rất đều và đánh số từ 05 đến 60 thì các bác có thể dễ dàng chỉnh được số phút. Và kính là kính sapphire các bác nhé. Vành benzen thì các bác có thể xoay được hai chiều để tính giờ lặn và cũng được đánh số luôn. 10, 20, 30, 40, 50 và vạch 60 của chúng ta là một chiếc vạch tam giác nó to hơn một chút như này ở mặt sau của chúng ta sẽ có một mặt sau à, kín và cái mặt này thì nó thường thường nó hay bị cọ cái dây vào như thế này cho nên là nó khá bóng và nó nhìn khá rõ các cái vết xước với số limited edition của chiếc này là 507 trên 1964 chiếc và chống nước là 100m các bác đi bơi thoải mái hoàn toàn là bằng thép không gì sử dụng caliber 6R35 phiên bản nhật nội địa made in Japan kính là kính sapphire đấy là đáy xoáy các bác nhé Đi kèm với chiếc đồng hồ này các bác sẽ có một khung vỏ làm bằng thép không gì và dây thép đục đặc. Khóa gập một bên có logo của Seiko. Đó. Chiếc này thì ngoài đẹp ra thì nó còn mang cái tính chất sưu tầm khá là cao khi nó chỉ có giới hạn 1964 chiếc trên toàn thế giới thôi. Dây còn đủ cho tay 17 và còn 3 mắt thử ở trong hộp. Kèm với đó là chống nước 100m kính sapphire bản giới hạn thép khung vỏ theo không gì và dây đục đặc đó và chiếc này tổng hồ Quang lâm sẽ bảo hành cho các bác 2 năm để các bác hoàn toàn yên tâm sử dụng và hiện tại thì em đang có một chiếc mặt đen này với mã của nó là 3337 SRX073 đầy đủ hộp với giá là triệu 950 nghìn các bác nhé. Bác nào mà đang tìm quan tâm và yêu thích mẫu đồng hồ này thì các bác có thể liên hệ đến đồng hồ Quang Lâm tại ô tìm kiếm trên website đồng hồ qua com các bác check giúp em cái mã của nó là 3337 và giá là 19 triệu 250 000 à, em xin lỗi là 12 triệu 950 nghìn hoặc là các bác có thể alo trực tiếp cho bên em theo các cái đầu số là 1900 này 3468 hoặc là số 0915 559 883, hoặc số 0834696699. và đồng hồ quan xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video và xin được hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo